Công an phường 11 vừa bàn giao hồ sơ vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn cho Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền. Trao đổi với phóng viên, ông TNH, 43 tuổi, chủ nhà cho biết, sáng ngày 16 tháng 4, trước khi đi làm đã dặn con gái 6 tuổi và hai cháu nhỏ ở nhà chơi, không cho người lạ vào nhà. Khoảng 9 giờ sáng, một người đàn ông lạ mặt đi đến nói với ba cháu nhỏ trong nhà là có quen biết với ông Hát và muốn thuê mặt bằng. Con gái ông Hát liền lấy máy tính bảng, gọi video thông báo hỏi rằng bố có quen biết không. Qua màn hình, ông Hát thấy người này làm mặt hỏi thuê nhà nên nói, anh đứng chờ tôi, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ về tới rồi nói chuyện. Nhưng khi ông về đến nhà thì không thấy người đàn ông kia đâu. Hỏi thì ba cháu bé nói không biết. Sau đó, ông Hát kiểm tra camera an ninh thì phát hiện bị trộm mất một điện thoại. Theo đó, sau khi trò chuyện với anh Hát qua điện thoại, thì người đàn ông nói với các cháu bé rằng bố đã cho phép vào nhà để đợi. Khi vào trong, người này lấy chiếc điện thoại để trên nệm rồi nhanh chóng tẩu thoát. Được biết, tài sản bị mất trị giá khoảng 3 triệu đồng. Trao đổi với Pháp luật online, ông TNH, 43 tuổi chủ nhà, cho biết sáng ngày 16 tháng 4, trước khi đi làm đã dặn con gái 6 tuổi và hai cháu nhỏ ở nhà chơi, không cho người lạ vào nhà. Khoảng 9 giờ sáng, một người đàn ông đi đến trước cửa căn nhà. Nói với ba cháu nhỏ ở trong rằng quen biết với ông Hát và muốn thuê mặt bằng. Con gái ông Hát liền lấy máy tính bảng, gọi video thông báo hỏi rằng bố có quen biết không. Qua màn hình, ông Hát thấy người này lạ mặt hỏi thuê nhà nên nói, anh đứng chờ tôi, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ về tới rồi nói chuyện. Theo tờ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vài phút sau ông Hát chạy về nhà thì không thấy người đàn ông này. Qua kiểm tra, ông Hát phát hiện điện thoại để trong nhà đã bị trộm. Qua hình ảnh camera cho thấy, người đàn ông mặc áo trắng vào nhà, sau cuộc gọi với ông Hát thì đã lừa con gái ông Hát vào bên trong để trộm tài sản.